Hi nha, chào các đại gia đình đã quay trở lại với Lê Văn Lộc. Ngày hôm nay tôi có một cái mẹo rất hay từ trứng. Đừng nói là tôi là dựng trứng đập trứng rồi nha. Tôi không cho đập trứng đâu. Dựng trứng là tôi biết rồi. Còn đập trứng tôi không chơi nó đâu, đau lắm. Tại sao không chơi trứng nữa? Bây giờ nha, tôi sẽ chỉ cho bạn một cái mẹo rất hay từ trứng mà tôi tin chắc là các bạn khi xem clip này các bạn sẽ là rất là vui khi mà biết thêm một cái mẹo rất hay nữa. Cảm ơn nha, hôm nay có quen đó. Bây giờ nha, em đố anh nha, em đố tất cả đại gia đình của Củ Lộc luôn nha. Nuốt rồi. Anh nuốt được. Thì bởi mới đố, nuốt mới khó mới đố. Câm mồm lại, em chưa nói xong anh đừng nhảy vào miệng em. Anh ta gọi là mất lịch sự. No, là nói chuyện với nhau là lịch sự. Rồi, okay, bây giờ nha, em đố anh với tất cả đại gia đình là làm sao mà đổ nước lên nè. Chiên trứng hay là bỏ đây làm nước trứng chín đó hả? Sao thì bỏ đây thì đương nhiên là ông đó, một ông cầm cái trứng sống là đương nhiên bỏ đây là nó, ông làm cách này em buồn là chính đúng không? Anh leo lên đồi ngồi nè, leo đồi ngồi rồi mà trời là trời, người ta chưa nói đi, anh cứ nhảy vô miệng em ngồi không? Ý là em nói là mục đích em nói cái mẹo này là anh làm sao bằng cách nào em không cần biết, miễn sao em bỏ quả trứng trong đây, anh đổ nước vô, quả trứng của em á nó nổi. Không chưa. Một không. Đoạn ngưng rồi là xong rồi đó. Không. Bỏ trứng vô. Sao? Không, bây giờ tôi hỏi trước luôn nè. Bữa nay là cái trò này trúng thưởng như thế nào? Mà nói chung phải có thưởng mới chơi, không thưởng không chơi. Mời một tháng lương luôn. Em đây em đi biết khách đứng anh một 10 triệu lương. Đi, nói chung 10 triệu. Thôi 10 triệu đi. Em không biết anh làm sao bằng cách nào. Anh làm vậy sao cho quả trứng em nó nổi. Bỏ trứng nổi đúng không? Ừ. Nó nổi thì dễ rồi, trên mạng làm đầy đó không thấy à? Trên mạng chỉ hả? Có. Chết tôi rồi. Trên mạng chỉ sao? Có nghĩa là ông bỏ vô đúng không? Ừ. Bắt đầu cái ông đổ nước bao nhiêu tôi không biết. Ừ. Em nước đầy, em muốn cho nó nổi cho em thấy. Nổi thấy hả? Ừ. Được thôi, dễ thôi. Làm sao? Rồi mình đổ vô cái mình lấy đường. Chết tôi rồi. Rồi mình quậy đều đó, cái mình thả trên trên. Chết tôi rồi. Mình nói gì mình giả đò mình ngu mình không biết để chết tôi rồi Lộc ơi, chết tôi tiền trời không ngu vậy, chết tôi rồi. Thôi vậy giảm 50% thôi, tôi lấy 50% thôi chơi nha. Anh 50% nha. Rồi 5 triệu rồi, lấy 50 triệu nha. Anh làm thử em ra, em mới nói là chỉ là một thôi, anh làm sao cho đứng chính giữa. Chết tôi rồi. Ai sao giữa này? Em biết anh đổ nước anh làm sao anh tại sao quả trứng em nó nằm cái đứng chính giữa, lưng ở giữa là được rồi chứ không phải nổi hả? Nổi trên mạng làm đầy rồi. Sao? Ông nói thì sẽ nói một lèo đi, tự nhiên ông ngưng một khúc rồi giờ ông nói thì nghĩ sao một ly nước đầy đúng không? Ừ. Làm sao mà cái trứng nó đứng giữa cái ly này? Ừ. Thì anh một chìm với hai nổi với ai mà đứng giữa? Thì anh kêu anh bỏ đường nhưng mà anh thử bỏ đường nhưng được không? Bỏ đường nổi à? Không, bây giờ có khi nào anh có khi là anh bỏ một lượng đường vừa phải thôi là trứng sẽ nổi nổi trên giữa. Ui, em mất tiêu rồi. Chết tôi rồi, chuẩn chỉ làm gì nữa? Có lấy hợp lý không? Để 20% thôi, lấy 20% dụ như 10 triệu tôi lấy 20 triệu thôi. Ừ, lấy 3 triệu thôi. Thì em chỉ anh luôn rồi đó. Anh đổ một lượng đường vừa đủ thôi là trứng sẽ nằm chính giữa. Mà phải nước đầy đúng không? Ly đầy đúng không? Ly đầy. Vậy đi nha. Bây giờ em không nói nữa. Bây giờ em giao lại cho anh làm sao? Rồi 3 triệu là chắc cứu có rồi. Rồi, bây giờ nha. Bây giờ mọi người quan sát nè. Bây giờ em không biết anh làm sao bằng cách nào. Đường này anh nói trên mạng có chỉ rồi đó, thì đúng rồi. Trên mạng có chỉ rồi đó. Mà anh làm sao đi? Em biết anh làm sao cho quả trứng em nó đứng chính giữa đó là dễ okay. Mình bỏ okay. Lượng đường vừa phải. Con này quen quen. Mình làm nghe. Ừ, làm đi. 3 triệu đó nha. Làm đi, em không hối hận đâu. Đúng đó anh trai, anh giỏi lắm anh trai, giỏi lắm rồi. Mình quậy đều lên. Quậy lên. Quậy tan ra. Ồ em sao nó tràn dữ ông mày, mà sao mà tự nhiên giờ cái trứng trong đây thì sao mà con dốt lắm con à, sao hồi nãy con không khuấy đường trước rồi cái bỏ trứng sau, con dốt lắm con à. Khải là Khải. Khải ơi à, quậy mà. Rồi đúng rồi đó, ông ví dụ như mà ông góp ý tí đi đó, như nãy lấy nước gì ông phải góp ý để cho tôi lấy lần thì nó khỏe. Tại vì em nói giỡn thôi chứ hôm nay sếp em có thưởng tiền em nên em cho anh 3 triệu thôi chứ em chỉ anh mày thôi chứ anh bỏ cho nổ liền tôi, à tôi nghĩ ông chắc cũng bữa nay ông có trúng gì đó ông ra ông mới
mới chơi cái trò này đơn giản vậy chứ. Đơn giản khi nào mà ông la cái trò mà đơn giản với tôi với lại dễ ăn, tôi dễ ăn đâu. Tại biết trò này em biết cái trò trên mạng có chỉ đó mà, chỉ cần khuấy đường lên một trứng nổi thôi, nó đơn giản không có gì đâu. Bây giờ trứng nổi nha, bỏ vô nha. Bỏ vô đây nó nổi không? Kìa. Thì nó bỏ đường vô là nó nổi. Ok đó. Bỏ cái trứng này nãy giờ mình ngâm nước nhiều rồi, mình lấy cái trứng khác được không? Khác, không lẽ trên mạng chỉ sai. Người ta làm đầy. Thì đâu? Người ta có chiêu trò à? Em không biết. Không lẽ anh bỏ đường anh khuấy làm sao trứng nó không nổi? Thì bởi tôi mới nói đó. Anh lấy. Kì ta. Em đố luôn, em cũng bất ngờ luôn, em tưởng nó nổi chứ. Em cũng bất ngờ như anh, em bất ngờ luôn, em người đố em bất ngờ luôn á. Bỏ chứ khác. Anh bỏ thêm miếng đường này, sợ không đủ đường sao? À đúng rồi. Kì ta. Không lẽ nó lừa mình? Thì trên mạng nó chỉ là bỏ đường vô đầu mình khuấy lên là nó lên rồi. Tôi thấy người ta bỏ khuấy đàng hoàng, tôi mới chắc cứu tôi chơi đi mà. Thôi. Khi nào mà thấy tôi mà giảm lương cho lãnh tiền vậy không? Tôi thấy vậy tôi cũng khôn lắm chứ bộ. Không phải biết ăn khôn mà. Cái trò khó thì tôi chấp nhận giá cao, chứ còn trò này tôi biết thì tôi ăn phần nửa hoặc 1/2 thôi. Cả gia đình mình đều tin tưởng anh, đều biết anh khôn mà. Cả gia đình nhà mình biết anh khôn mà. Không, tôi chắc cứu là bữa nay là tôi có được 3 triệu rồi đó. Anh biết có nổi không mà, quả trứng này bỏ đi, lấy quả trứng khác vô xem có nổi không. Có khi quả trứng này nó quả trứng ung. Ung cái gì mà? Ừ, có lẽ vậy. Vậy rồi, ung muốn nổi. À, đúng rồi, đâu, trứng ung muốn nổi. Đó, giờ bỏ trứng khác vô nha. Trứng này sao biểu không ra? Bỏ trứng khác đi. Xem thử rồi, trứng vô nữa. Hả, làm gì vậy? Không sao đâu, trứng nó không sao đâu. Ung không mà. Bỏ nha, 1, 2, 3 nổi nha con. Kì ta. Kìa. Vô lý à, tôi thấy vô lý. Em có thấy vô lý thật đấy, kì ta. Ủa, rõ ràng mình bỏ đường vô. Em cũng bất ngờ, em là người đó em cũng bất ngờ luôn á. Kì ta. Rõ ràng là bỏ đường vô khuấy nó sẽ nổi mà kì ta. Tôi lên mạng tôi coi nhiều lắm. Kì ta, hay là mình hồi nãy mình bỏ nước ly, bỏ nước ly rồi. Em bây giờ em mới bất ngờ nè. Nước ly nó đầy quá đúng không? Ừ, chắc bây giờ leo qua lên này đi. Lên này đi. Đúng rồi, chẳng lẽ giờ bắt tôi sang bên kia á. Ừ. Em bây giờ em thấy bất ngờ kì ta. Đó. Hơi nhiều quá, tôi đổ thêm. Đổ đi. Em lùi bước cho em xem đây. Em cũng bất ngờ quá. Em sợ cái mẹo này em làm không được luôn á. Kì cục rõ ràng là bỏ đường vô nó được mà ta. Ông làm được là ông phải chum tiền luôn á nha. Biết rồi, nhưng mà anh làm cho nổi giùm em cái đã. Em đang hoang mang đây nè. Cái chiêu trò là nếu mà nó chiêu trò mai tôi lên tôi chửi. Tôi chửi luôn. Rõ ràng lên chửi liền. Chiêu trò là mình làm mẹo là phải làm đàng hoàng chứ đừng mang cái chiêu trò lừa gạt ta. Em người đố đây em cũng hoang mang đây nè. Bắt đầu nha. Bỏ vô xem nổi không. Nếu nó nổi là mình không có chửi người ta chưa? Đúng. À. Nó nổi. Bắt từ đó, cho em nói một lời xin lỗi đã. Xin lỗi cái gì thì ông thua rồi. Xin lỗi mấy bác làm mẹo trước nha, nãy em rủ nhầm. Em xin lỗi. Nãy vậy tôi có xin lỗi không? Nãy tôi cũng hơi quá lời, khi mà sợ người ta nói lường gạt á, tôi nói. Em xin lỗi. Nãy em làm sai cách, em xin lỗi, em chửi nhầm. Mong mấy anh mà làm mẹo trước đừng có chửi em. Rồi bây giờ nha, nổi rồi đúng không? Nổi rồi, tôi thắng rồi, đứa đấy. Nằm chính giữa đâu? Thì ông bao giờ tính cái ly với cái này với lại là bao nhiêu? Nè, ông coi nè, một cái ly này là mấy mà giờ nó nằm ở giữa là đương nhiên tôi thắng không? Trời, ông nãy giờ có mặt khán giả gì của ông đó rồi này nọ là ông thua, bây giờ nay nằm ở giữa này rõ ràng, ông tính cái ly này. Nè, tôi đo cho coi. Ông rút toán hả? Ông mới lấy 6 bên này rồi, tính toán lên, anh rút toán. Nè, cái muỗng này ông, này cái muỗng này nó nằm ở giữa cái muỗng này không phải rồi. Nè, nằm giữa cái muỗng này nằm giữa ly rồi. Em nói là làm giữa lưng chừng của nước, chứ em nói anh có này anh tua lại cái câu nói em đi, làm giữa lưng chừng của nước chứ không phải làm giữa cái ly. Làm giữa cái ly thì bố thằng nào mà làm được. Bây giờ đổ đường như nước nổi anh còn làm được mà không chi mà nữa. Đổ đường như nước là dễ quá đúng không? Ai cũng biết làm hết rồi, nhưng mà mới làm sao để cho nó nằm chính giữa đây nè mới là vấn đề nè. Làm chính giữa nè, làm chính giữa lưng, làm dài dẳng, làm lưng giữa không trung á, mơ hồ á, bài mơ hồ của Minh Hằng á, biết không? Không. Ăn tiền nhau là cái chỗ đó chứ không phải là đổ đường vô nổi là bình thường quá rồi. Thiên hạ làm hết rồi. Một là nổi, hai chìm, chứ ai mà ở giữa ta? Thì cho nên mới đố anh đó. Đổ nước vô. Dở vậy. Mình đổ nước vô là nó sẽ chết tôi độn rồi. Mình đổ nước vô này nó sẽ nó đang đứng này là cái mực nước chết rồi mình đổ. Anh làm luôn đi, anh nói nó sẽ chạm. Ok, ông nước này uống.
đổ luôn em sao đâu. Đổ luôn không? Chết tôi rồi ông ơi. Nè nè. Chơi là phải chịu chứ. Đó. Đó. Chết tôi rồi Khải ơi. Chết tôi rồi. Chết tôi rồi Khải ơi. Sao mình ngu vậy ta? Chết tôi rồi. Cái lượng đường mình đổ vô mà mình đổ cái nước này vô nó sẽ loãng cái đường đi là nó sẽ chìm. Cái trứng nó nổi nhờ nước đường. Mà mình đổ vô là nó sẽ thành không có đường. Chết tôi rồi. Là nó sẽ chìm xuống sao mình ngu vậy ta? Không anh làm được không? Mất thời gian em quá rồi đó. Thì nó chạy ra thua rồi còn gì nữa làm. Hôm nay anh Khải rất là thông minh đó bạn. Các bạn đừng có kêu anh Khải là cực khảo nữa. Anh Khải rất là thông minh. Anh Khải nói lý thuyết rất là hay. Lý thuyết anh làm rất là đúng. Không nhưng mà nãy là tôi nói là 30 tiền là 3 triệu đúng không? Đúng không? Là tôi nổi lên rồi là tôi làm nổi lên là ông đưa tôi 1,5 triệu đi. Wow, dễ lắm anh ơi. Dễ lắm. Đó, anh khuấy lên giùm em. Anh khuấy lên hả? Em cho thêm miếng cho chắc ăn. Sợ để thua. Đường nó để chiều quậy chiếc chanh đúng không? Đi đùa được cả. Lấy nước các bạn cho tôi tầm 2-3 muỗng đường vô. Bạn khuấy tan ra. Sau khuấy tan á, bạn sẽ bỏ đặt một quả trứng lên đây. Anh rồi. Cho nhẹ nhẹ xuống. Thả được không? Thả nó bẻ quả trứng của em thì sao? Em thua thì sao? Anh toàn đã nổi sao mà bẻ được? Lỡ nó bẻ sao em không biết. Nó sụt rồi. Rõ ràng là quả trứng đang nổi đúng không? Cái này tôi biết rồi. Bây giờ cái định của nó là làm sao cho quả trứng nó nằm chính giữa. Đó gọi là cái đẳng cấp làm mèo. Anh đổ vô. Nãy tôi đổ nó chìm đó. Gì? Nãy tôi đổ nó chìm. Trời ơi là trời. Em chưa nói xong mà anh nhảy vô mồm mà anh ngộ mà. Anh mà cái đùi gà là em cắn anh luôn rồi đó. Bây giờ nha, anh kê cái miệng ở đây, anh kê một cái ly ở đây. Đó. Rồi, anh đổ rỉ từ từ giống như là cái gì đó, anh đổ rỉ từ từ thôi. À đổ nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng thôi. Nó là con gái phải làm nhẹ nhàng, đừng có làm mạnh quá nó đâu. Đúng không? Đổ rồi. Nhẹ thôi phải không? Nhẹ nhàng thôi phải không? Đổ nhẹ nhàng thôi, nhẹ nhàng tình cảm thôi. Con anh chìm đã nước vô là nó loãng mà cãi. Anh cứ xem nó là một người yêu anh mến nhất, anh đổ nhẹ rồi, đổ nhẹ nhẹ thôi. Đổ vừa thôi. Em cho anh đổ đầy luôn. Thôi như vậy được rồi. Đấy như vậy được rồi. Rồi. Đúng không? Đẳng cấp là ở cái mẹo chỗ này nè. Chứ làm cái mẹo nổ lên cái trên thì quá là bình thường rồi. Làm đứng chính giữa nó mới hay. Mà đừng nói nhiều, cho em một like một subscribe cái đã rồi tính thì tính. Đúng là cái chuyện này một like một subscribe nha. Rồi mà ông phải giải thích cho tôi là lúc nãy tôi cũng đổ đúng không? Tại sao không? Hồi nãy anh em công nhận hồi nãy anh có thông minh ra rồi đó. Anh nói đúng, anh đổ nước vô là đúng như suy nghĩ của em luôn. Cho nên em mới trốn, em không dám nhìn, nhưng mà điểm dở của anh là lẽ dở là anh đổ nước ào vô. Điểm dở của anh là anh đổ nước ào vô cho nên anh mới không ăn được tiền của em. Anh phải đổ từ từ vô, anh đổ trên thành mép này nè, anh đổ trên thành mép, anh rỉ từ từ xuống. Anh canh trong khi nào cái lượng đường, cái lượng nước nó vừa đủ nó sẽ nổi lên là anh dừng lại. Chứ anh đừng đổ cái ào, anh đổ một cái ào là không bao giờ được. Đó phải rỉ. Hiểu chưa? Như nếu mà cái đại gia đình này mà thấy cái mèo này hay á, mà có thể mang đi đố được các bạn trong lớp hay là một cuộc vui ăn nhậu á, thì hãy đăng ký bật chuông. Tôi tin chắc tôi sẽ mang đến cho anh Khải và tất cả bạn những cái mèo mà hay nhất. Không, tôi bây giờ tôi anh cầm cái mồm lại đi, anh đừng nói một cái gì hết. Nhờ thua anh mang cái mèo này anh đi đố mấy thằng ăn nhậu của anh á, bữa có khi anh lại nhậu chùa. Thôi bữa tôi đố cái này mới vui nè, cái bấm bia ăn nhớ không? Đó. Tôi nói là vậy nè, tôi cầm cái lon bia tôi đâu có nghĩ là cái lon bia mình cầm mình chở gì nó sốc đâu. Ừ. Tôi bắt đầu tôi mừng, tôi dặn ông đố thấy cái nó hay quá tôi mừng. Tôi cầm cái lon bia tôi chạy từ đây ra tới trên đó chắc cỡ 500m á. Tôi cầm tôi chạy. Tôi chạy lên đó cái tôi nói là tôi đố mày bấm mà nếu mà lũng tôi cho mày 1 triệu. Một quá trình là tôi chạy là nó sốc lon bia đi. Nó đưa nó bụp cái lũng cái rồi nó trả tôi 1 triệu. Tôi đâu có nghĩ là quá trình mình phải ngồi sốc còn này mình chạy nó cũng sốc đó hả? Cái là cái bố lại rồi mày. Mày khôn cũng khôn được vừa thôi thì tụi mày. Cái mày ông đó hay quá tôi mới làm vậy đó. Mày ngu lắm con à. Mày ngu lắm. Mất tiền là mày cho mày đớt cái đời mày. Mất tiền là đúng. Mất tiền là đúng. Không, còn ngu lắm con à. Không, bữa nay ông chỉ cho tôi cái trò để tôi lấy tiền người ta nha. Để bù lại nha. Cái này đừng có như lon bia mà. Đừng có lon bia đi sốc được cho tao bấm chết tụi ta luôn á. Cái thằng nó ngu hơn tôi nữa mà. Nó lấy được tôi chịu đúng. Thua luôn. Em lại anh luôn.